Mẫu xe SUV Subaru Outback 2022, đầu tiên vừa cập bến Việt Nam, khả năng xe sẽ được ra mắt trong vài tuần tới, mức giá bán dự kiến khoảng gần 2 tỷ đồng. Mặc dù là thế hệ mới nhưng Subaru Outback 2022 tại Việt Nam lại không có thay đổi lớn nào về thiết kế ngoại thất, chỉ có cản trước được tinh chỉnh, cụm đèn trước sau sửa đổi nhẹ nhàng. Giá nóc lớn hơn một chút, mâm xe vẫn là loại 18 inch. Nội thất Subaru Outback 2022 mm ấy cũng chung số phận. Khi vô lăng, đồng hồ, bảng điều khiển đều giống với thế hệ trước, cập nhật đáng chú ý nhất là màn hình trung tâm 11,6 inch đặt dọc mới, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Chiếc xe đang có mặt tại showroom có cabin màu nâu, đen. Trong khi nội ngoại thất gần như được giữ nguyên, thì Subaru Outback 2022 lại được chuyển sang khung gầm SGP hoàn toàn mới, với độ cứng vững tăng 70%, khả năng hấp thụ lực va chạm trước và bên hông cũng tăng 40%. Điều đó nghĩa là Outback mới an toàn hơn trước đáng kể. Xe cũng có gói công nghệ i-Sight, bao gồm các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo lệch làn. Subaru Outback 2022 đầu tiên về nước, dùng động cơ hút khí tự nhiên 2.5 lít, sản sinh công suất 182 mã lực và mô men xoắn 239 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh. Theo tư vấn bán hàng, giá xe Subaru Outback 2022 mới, có giá bán dự kiến gần 2 tỷ đồng tại Việt Nam, ngang với cả Mercedes-Benz GLC và gần bằng với BMW X3. Do đó, mẫu SUV này chắc chắn sẽ rất kén người mua.